Premier League Summer Series, danh hiệu đầu tiên của Chelsea trong kỷ nguyên Mauricio Pochettino bỗng chốc bị lu mờ bởi trung vệ thứ tư khoác áo Chelsea chỉ sau 12 tháng. Theo đó, Edson Disasi cập bến sân Stamford Bridge từ Monaco trong một thỏa thuận trị giá 45 triệu euro. Ngoài việc tái hợp với đồng đội cũ ở Monaco là Benoit Badiassile, sự xuất hiện của Disasi sẽ giúp người hâm mộ cảm thấy đỡ lo lắng hơn cho vị trí trung vệ sau khi Wesley Fofana bị đứt dây chẳng chéo trước đầu gối vào đầu tháng trước. Việc ký hợp đồng với Disasi sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực với tương lai của những trung vệ Chelsea hiện có. Ở tuổi 25, Disasi là cầu thủ lớn tuổi nhất được đội bóng chiêu mộ tính từ mùa hè năm ngoái. Nếu không tính Christopher Nkunku, thương vụ đã được hoàn tất trước gần một năm. Cầu thủ người Pháp là một sản phẩm hoàn thiện và có thể đá chính ngay lập tức. Đó là tin xấu cho Trevo Chalobah, dù anh đã chơi cả 4 trận giao hữu trước mùa giải cho Chelsea. Cầu thủ trưởng thành từ lò Cobham tưởng như sẽ hưởng lợi từ sự vắng mặt của Fofana, nhưng sự xuất hiện của Disasi cho thấy anh không được tin tưởng để đảm nhận vị trí trung vệ lệch phải. Người hâm mộ Chelsea hiểu rằng lựa chọn của Pochettino ở vị trí trung vệ trong chuyến du đấu chỉ mang tính thử nghiệm bởi Badiassile vắng mặt vì chấn thương gân khoeo. Nhưng thực tế vẫn khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Chalobah và Bashir Humphrey, cầu thủ 20 tuổi mới có một lần ra sân cho Chelsea, lại chơi nhiều phút ở Mỹ hơn Levi Colwill và Thiago Silva, bộ đôi được cho là sẽ đá chính trong trận mở màn Premier League với Liverpool vào ngày 13 tháng 8. Với số tuổi gấp đôi một số đồng đội, 39 tuổi, Silva cần được sử dụng một cách hợp lý nhất có thể. Nhưng ngay cả khi thể chất của Silva được đảm bảo, liệu anh có thể thi đấu ổn định ở hàng thủ Chelsea hiện tại? Là bởi cách đây 2 năm, Thomas Tuchel từng cho rằng đội trưởng của Brazil sẽ rất chật vật trong một hàng thủ 4 người. Với việc hai hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao trong hệ thống 4-2-3-1 của Pochettino, Silva sẽ càng dễ bị khai thác bởi những tiền đạo nhanh nhẹn tại Premier League. Sự cơ động của Disasi giúp anh dễ dàng lấp đầy khoảng trống để lại bởi các hậu vệ cánh dâng cao. Kinh nghiệm dày dặn của tuyển thủ Pháp khi chơi cạnh Badiassile tại Monaco cũng có thể là điều Pochettino mong muốn ở một phòng tuyến mà sự ăn ý tập thể là yếu tố sống còn để thành công. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh Colwill, trung vệ chỉ mới gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2029, sau khi được bảo đảm rằng mình sẽ có một suất đá chính thường xuyên. Do đó, đầu mùa giải sẽ là thời điểm Colwill cần tận dụng, bởi Badiassile sẽ phải trải qua nhiều bài tập phục hồi tại Cobham, thậm chí là chơi cho đội trẻ trước khi trở lại các trận đấu khắc nghiệt tại ở Anh. Trong khi đó, Disasi không có nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới, trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là Premier League khởi tranh. Đó sẽ là cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn bởi cả Colwill, tuyển Anh, Badiassile và Disasi, tuyển Pháp, đều có động lực rất lớn để trở thành những cầu thủ chủ chốt cho các đội tuyển quốc gia của họ trước kỳ Euro 2024 diễn ra vào mùa hè tới. Cuối cùng là Humphrey, người xứng đáng hơn được nhận những lời tán thưởng sau màn trình diễn trước mùa giải vô cùng ấn tượng. Không hậu vệ nào trong đội hình của Pochettino chơi nhiều phút hơn Humphrey trong 4 trận đầu tiên của Chelsea ở Mỹ. Ngoài ra, hậu vệ trưởng thành từ Cobham rất chịu khó kéo bóng khi đối đầu với Newcastle và Fulham, ngoài việc thực hiện chắc chắn nhiệm vụ phòng ngự của mình. Nhiều khả năng Chelsea sẽ đem Humphrey cho mượn, sau khi tạo điều kiện cho anh có cơ hội làm việc với Pochettino trong 2 tuần rưỡi ở Mỹ. Tôi bước vào giai đoạn tiền mùa giải mà không mong đợi bất cứ điều gì. Tôi chỉ tập luyện chăm chỉ và xem điều gì sẽ xảy ra. Thật tuyệt khi được ra sân thường xuyên, Humphrey chia sẻ sau trận thắng Fulham. Bạn luôn phải có tâm lý đó. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn chỉ cần luôn cố gắng hết sức và làm việc theo cách của mình. Trong những trường hợp khác, những gì Humphrey đã làm là đủ để giành được một vị trí trong kế hoạch của Pochettino cho mùa giải mới. Mặc dù vậy, nó không đồng nghĩa với sự tiêu cực. Màn trình diễn của anh rất có thể sẽ cải thiện tầm cỡ câu lạc bộ muốn mượn anh, nhất là khi lần cho mượn tại Paderborn ở giải hạng 2 của Đức trong nửa sau mùa giải trước đã được chứng minh là có lợi cho sự phát triển của Humphrey. Trận giao hữu cuối cùng của Chelsea trước mùa giải này với Borussia Dortmund ở Chicago sẽ cho thấy những phương án tối ưu của Pochettino trước trận đấu với Liverpool. Với tổng số phút thi đấu tương đối ít tính đến thời điểm hiện tại, Colwill và Silva nhiều khả năng sẽ chơi cặp với nhau như ở trận gặp Brighton cuối tuần trước. Nhưng việc ký hợp đồng với Disasi sẽ mang đến một biến số mới hấp dẫn ở hàng thủ, một khi đội quay trở lại London.